Mời các bạn trở lại sân 1, sân trung tâm của 125 Hoàng Ngân để đón xem trận đấu giữa 4 tay vợt Tú Victor, Hưng Ivan gặp Tú Việt Tiên Banh và Roder Trần Xanh. Và Tú Việt Tiên Banh thì bộ cả một bộ đồ là màu đen, giày đỏ. Chào Xuân Thuấn. Rất nhiều hai em ạ. Em cứ ra sân đi tí nữa, có Dinh Hà Lam rồi Phong Sô Cô La rồi tất cả nhiều anh em lắm. Xin chào anh Ngọc Béo. Chào Đỗ Tiến Hưng, biệt danh là Hưng Cave. Chào Phan Huy. Chào Nguyễn Trường Nhân. Cú bắt lưới rất hay của Tú Việt Tiên Banh. Chào anh Hùng Tên Nửa. Ngọc Sê Bót đâu rồi? Cú bắt bóng không qua lưới của Tú Việt Tiên Banh, điểm số 15 đều. Hiện tại là anh Sinh Rô Trần là người đang giao bóng, cũng là người lớn tuổi nhất trên sân hiện tại. Bật lưới rất hay của Hưng Ivan. Rất nhiều trận độ căng nhá, anh em ra đây. Đây chỉ là trận khai mạc thôi. Chào Xuân Hoàng, chào anh Dũng Vô Sa. Ngọc Sê Bót thì ra đây đi. Chào Sơn Black. Tí nữa có rất nhiều trận nhớ nhân nhá. Chào Trần Văn Điệp. Chào anh Tuấn Hùng. Lỗi 30 đều. Cú đánh bóng rất hay của Tú Việt Tiên Banh. Điểm số 40-30. Hiện tại là đi dép cởi trần xách túi vợt kia là anh Tiến Đắc Cô. Anh Tiến Đắc Cô thì hầu như là ngày nào anh cũng chưa chơi tennis, anh không biết mệt là gì. Trời ơi, Hưng Ivan đã đỡ một quả bóng bay cả vợt. Chào Tùng Djokovic. Chào Nguyễn Quốc Hưng. Chào Phùng Trung Kiên. Chào Lân Đào. Chào Tình Hữu. Đổi ra bóng, đổi sân. 1-0 nghiêng về đôi Tú Sinh. Như các bạn đã biết, ngày hôm qua tại sân số 5 Lê Trọng Tấn, Thần Điêu đã đánh 2 trận, đứng cùng với lại Tú Victor. Hôm qua lần đầu tiên Thần Điêu đứng với lại Long Hải Dương, phải nói là chú em trẻ tuổi nhưng mà đánh rất tốt, bản lĩnh tốt. Đánh như đối thủ chỉ lên được đến 2 giờ. Chào Sơn Trần. Chào Quang Trần. Chào Amala Châu. Chào Đỗ Thanh Tùng. Cú xì mát ao của Tú Victor, điểm số 015. Đánh bóng không qua lưới của Tú Việt Tiên Banh. Điện. Vâng. 9:30 thôi. Tại vì 9 giờ em không kịp. Rồi ok ok ok. Bắt đầu em cứ lấy một tiếng đi. Được, không sao. Xong em chuyển sang bên này. Ok ok. Đến 10 giờ em chuyển sang bên này. Ok ok. Bởi vì cái sân giữa nó hợp đồng 10:30. Rồi ok chị. Rồi. À chào Thánh Lầy. Chào Bách Đẹp Giai. Thực ra là
cái lời nói của mình là 20 bia thôi, còn trận đấu này bao nhiêu bia thì giữa bốn tay vợt mình không biết. Cái chuyện này là chuyện bí mật của anh em nha bạn nha. Chào Mạnh Chi Mây, người anh em cùng tên, người anh em có tên trong chuyện cổ tích, đó là làng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lìn. Anh thì là trong phim kiếm hiệp rồi Mạnh Chi Mây nhá. Chào Nguyễn Thị Dương. Ông Ivan bắt lưới rất hay. Chào Phạm Ngọc Tây, chào Sĩ Trịnh, chào Bùi Tuấn. Túi Victor hiện tại thời điểm khoảng nửa tháng trở lại đây đánh rất hay, rất chi là lên tay. Cảm ơn Thùy Dương nhá. Anh không đẹp trai đâu, không bằng chồng em được. Túi đi to nó mới đẹp trai. Ngọc ơi, em đi theo bao nhiêu nào? Em đi theo bao nhiêu bia em báo với anh đi. Chào anh Trung Phạm. Tỷ số đang là 1-1. Một lỗi của Tú Victor, à của Tú Việt Tiên Banh. Cú bắt lưới rất tốt của Hưng Ivan. Vẫn kịp em ơi, mới 1-1 nhá. Em bắt thằng Ngọc cho anh. À không đánh à? Không, 12 giờ sân phải. Bây giờ đã có người đâu mà đánh sân nữa. Ông rất tốt, đánh cú dọc dây của Tú Việt Tiên Banh. Chào Tùng Lexus. Chúc mừng em Tùng hôm qua đã thịt của anh Hòa Nhái 1.500 bia nhá. Ngọc đâu, vào xác nhận với Thùy Dương đây. Điểm số 40-15. Tú ơi đánh đàng hoàng nhá, vợ mày đang theo 2 lít đấy. Mày anh nằm chuyên môn thôi nhá, mày bắt Nguyễn Thị Dương đi nhá. À không đánh củ khoai được cháu ạ. Hôm nay đầu tuần chỉ đánh bia anh em đi uống với nhau thôi. Cú vô lưới của Hưng Ivan rất tốt. Cái loại này không hiểu luôn, không hiểu về cái gì vậy. Thạch Chu Văn Thạch, anh em hôm nay từ 10:30 anh ạ, tại vì 10 giờ sớm quá anh em không ra kịp được. 40-1, khả năng 90% là Thùy Dương sẽ ăn 2 lít bia của Ngọc Sport. Đánh bóng không qua lưới. Đánh bóng vàng. 50-1. Ở chỗ này là đường Hoàng Ngân và cách bên cạnh Trần Duy Hưng, cho nên là cầu lông gì cũng có nhá. Rồi. Cú xi mát của anh Sinh do Trần đã không qua lưới. Điểm số 2-1 nghiêng về Tú Hưng. Thì Dương ơi, anh chúc mừng em nhé, khả năng là 90% là Ngọc Sở Bó. Hôm qua ở VOV này thì Dương đã theo chồng là được 3 lít bia đấy. Đánh bóng không có lưới, điểm số 15 cho đôi Tú Hưng.
bao giờ về uống rượu nhé em. Chu Văn Thạch là ai nhỉ? Mày xuống đây đầy đủ hàng nhá. Mày mới Đức Thịnh, anh mới lại Tú Victor còn gì nữa. Đánh bóng out. Điểm số 40-0. 90% sẽ là 3-1. Em ơi, trận đấy thì không nói, nhưng riêng mày với anh Sinh là anh mở sổ mày. Mày với anh Bình thì phải là anh với Mạnh Chí Mây. Chào Đỗ Tiến Dũng, chào Trần Quốc Anh. Bạn Dũng ơi, thứ 6 này có rảnh không, tôi lên bạn chơi nào. À, Thùy Dương ơi, thực ra ở trên sân tennis Hoàng Ngân này thì anh nào cũng đẹp trai hết. Em nhìn đi, chả có ai là xấu hết cả. Duy nhất là có Thần Điêu là xấu nhất thôi, là già thôi. Và lại hầu như là anh em nào cũng trẻ và đẹp trai. Chào Quốc Hưng. Chú thích đứng với anh Bình thì gặp anh ấy Mạnh Chí Mây nhá. Còn Kendo thì không thể so sánh được vào cái trận đấy. Chào Adam Hằng, chào Hằng Saba. Anh với Hằng cũng ở trên Lào Cai cũng từng kiếm được. Mỗi anh em 100 bia nhỉ. Dạo này nghe nói Hằng luyện lưới nhiều lắm. Không ạ. Địt mẹ không nhớ à? Không thể nhớ được, mà cũng không cần địt mẹ đâu, tại vì đăng livestream này không thể nhớ được là ai, không nhìn thấy hình dung. Chào Lý Minh Hiền. Em ơi, Ngọc ơi, nếu mà xét về điểm á thì Kendo đang là 720, còn cao hơn anh 10 điểm đấy. Anh mới định Mạnh Chí Mây đánh với đôi em mới là cân. Tại vì anh Trích là đứng cùng với lại người anh em cùng tên thôi. Vâng, ok. Anh Hiếu ơi, anh cứ gửi Tú cho em 20 bia nhá. Em cảm ơn anh nhá. Nếu mà có cái gì thì anh cứ nhắn tin với em nhá. Em rất thích uống bia của anh. Chào anh Bình Dốc Men, biệt danh là Bình Dốc Két. À, Bình ngã xe. Ngày hôm qua anh ví của anh đã bị uống bia nhiều vơi rồi đúng không? Cho nên hôm nay không ra đúng không? Đã nói rồi, đừng bao giờ đối đầu bia với Thần Điêu. Chào Nguyễn Thành Nam. Ok chứ đừng OT nhé. OT tôi không hiểu là OT là gì đâu nhé Dũng nhá. À, thầy Tú cố lên, thầy Tú đang cố rồi, 3-1 rồi. Cảm ơn Thành Long nhé, đã cổ vũ cho thầy Tú. Tú Victor đang cầm dao bóng, điểm số hiện tại đang là 3-1. Đánh bóng ao của anh Sinh. Anh cứ giữ đi nhá anh Bình nhá. Cái 8.000 bia đấy mà em chia sẻ ra từ cái hôm mà em mất 8.000 bia đến giờ thì em đang dư ra được 1.000 bia rồi đấy anh Bình ạ. Ok, hy vọng được một ngày em ra Hoàng Ngân chơi cùng anh em, giao lưu cùng anh em. À, hôm nay anh Bình Dốc Men không ra cho nên anh không cầm vợt được anh em nhé. Anh chỉ là chuyên gia cầm vợt để anh chị Bình Dốc Men thôi em ạ. Anh chỉ có thích thịt bia của anh Bình Dốc Men thôi. Hôm nay anh sợ anh không dám ra sân rồi. À, em ra chào anh em cái đi.
chào anh Bình Dốc Men cái. Cảm ơn anh hôm qua cho 20 bia. Đứng chào anh Bình ấy. Thực ra Tú thì các cú quả nó vẫn hay từ ngày xưa. Nhưng mà cái vấn đề là độ khoảng tầm mấy tháng nay ấy, đi theo một anh nào đó để giờ lên đến một đẳng cấp như vậy. Cái vấn đề là cái người mà để dẫn dắt để cho Tú hay đến như này mới là người quan trọng. Chào Hồng Quân. Chào Phan Anh Quang. Hay là Quang Phan Anh gì đấy. Đến sau chắc là anh... Em ơi, không phải là gáy mà cái này là bằng thực tế. Ngày hôm qua là ngày chủ nhật cuối tuần, chú Bình Dốc Men của em là đã lộp cho Thần Điêu rất nhiều bia. Và hiện tại là cái tiền uống bia trong ví nó còn ít lắm, cho nên hôm nay không thể ra được. Ê, ngồi bên cạnh của Thần Điêu là một trong những tay vợt cũng hôm qua là đã cũng được mấy chục bia của chú Bình mời. Thực ra những cái trận mà Thần Điêu mất 8.000 bia hay gì đó để cho chú Bình Dốc Men của em á là do là Thần Điêu ở ngoài bắt thôi. Chứ còn đích chân để Thần Điêu đỡ ổng với Bình Dốc Men thì chưa bao giờ Bình Dốc Men có thể thắng được. Chào Vũ Nam nhá. Chào nhà tài trợ giờ đến 3:30 chiều nhá, Quân nhá. Chào Nguyễn Hoài Nam. Chào Đặng Quang Trần. Hưng Ivan có quản lưới rất nhanh. Nhắc đến Hưng Ivan thì lại phải nhắc đến đôi Bình Dốc Men và Tiến Đắc Khô. Em nha. Lỗi kinh hoàng của Bình Dốc Men. Khi mà Hưng Ivan kết nối với Thần Điêu thì không khác gì là đang nói đến Bình Dốc Men và Tiến Đắc Khô. Thì Dương ơi, chúc mừng em nhé. Chuẩn bị kiếm được một cân thịt chó Ngọc Sài Bót. Nguyễn Văn Thành ơi, sắp xếp chương trình ra ngoài này giao lưu với anh em đây. Hưng Ivan giờ này phát bóng còng ghê em nhỉ. Em mới phát vừa thôi chứ anh Bình anh coi livestream là anh sợ đấy. Hình như cái trận đấy không dám gặp lại anh em mình nhỉ. Trận sau em xếp đi, đúng không? Ra chào anh em cái. Ông Bình màn hình. Thịnh ô tô. Thịnh ô tô hôm qua ở Thái Bình mà cũng xin được anh Bình mấy lít bia. Thế này giỏi. Sinh chưa? Chỉ trận sau nữa. Thầy Tú có bàn lưới sắc thế. Đúng rồi. Hưng Ivan chỉ có biết lưới thôi. Cho mày chết chưa Ngọc ơi? Ao. Ngọc ơi, mày với Trung Dược bao giờ đánh anh với lại Tú Victor đây? Trận đấu đã kết thúc với tỷ số bao nhiêu em nhỉ? Tỷ số đang là 6-2 nhá.